Cụ thể, các phố cấm toàn bộ xe vào thứ Tư ngày 26 tháng 9 gồm Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc, Yác Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao, Hàn Thuyên, Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ. Các phố hạn chế giao thông từ 6 giờ đến 22 giờ thứ Tư ngày 26 tháng 9 và từ 6 giờ đến 12 giờ thứ Năm ngày 27 tháng 9 với ô tô chở hàng từ 500 kg, xe khách từ 25 chỗ trở lên gồm Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Trần Khánh Dư, D. Nguyễn Khoái, D401, Trần Quang Khải, Phố Huế, Lê Duẩn, Ngô Thị Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài. Riêng từ 6 giờ đến 12 giờ thứ Năm ngày 27 tháng 9, các loại ô tô chở hàng, chở khách từ 25 chỗ trở lên không được đi vào các tuyến Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Nguyễn Như Con Tum, Quất Duy Tiến, Vành Đai Ba trên cao, hạn chế cả hai chiều đường, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội-Ninh Bình. Người dân khi thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này thì cần theo dõi thông tin để chọn cho mình tuyến đường phù hợp nhất.